Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, cũng như toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và trước khi đi vào phần review và giới thiệu các sản phẩm về đến tận tay cho quý vị và các bạn, thì em xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhìn qua một số những quang cảnh của vịnh Yokohama về ban đêm. Và sau khi màn đêm buông xuống thì quý vị và các bạn có thể thấy được là vịnh Yokohama nó hiện lên trước mắt chúng ta rất lung linh và lấp lánh. Một sự lung linh đến huyền ảo. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là Yokohama là một thành phố phát triển bậc nhất của Nhật Bản. Ở đây tập trung rất nhiều những cái hãng thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như là Panasonic và Mitsubishi, Toshiba, vân vân và vân vân. Và quay trở lại với các diễn biến trong video ngắn ngày hôm nay, thì em sẽ đi vào phần review chi tiết và em sẽ cố gắng là báo giá trực tiếp trong video để quý vị và các bạn có mức giá tham khảo. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em đang muốn giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng đó là một chiếc nhẫn bạch kim đính đá quý. Và quý vị và các bạn có thể thấy được đây là cái giấy chứng nhận của Viện Đá Quý Nhật Bản. Người ta có tích bút là BT900 đính viên đá quý. Và ngay sau đây thì em sẽ review cận cảnh chi tiết cái nhẫn bạch kim đính đá quý này. Và sau đó là em sẽ dùng một cái thước kẹp, em sẽ đo cái đường kính lòng trong của chiếc nhẫn và em sẽ đo cái đường kính của viên đá quý. Qua đó quý vị và các bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về chiếc nhẫn bạch kim đính đá quý này. Và mức giá người ta đang chào bán ở Nhật với mức giá cũng rất là phải chăng thôi, không quá cao mà cũng không quá thấp. Và ngay sau khi em đo cái đường kính lòng trong của chiếc nhẫn thì quý vị và các bạn hãy quan sát thật kỹ để chúng ta biết được cái thông số kỹ thuật của nó. Và đường kính của chiếc nhẫn này là xấp xỉ 16,5mm. Và quý anh chị và các bạn có nhu cầu mua chiếc nhẫn này thì em xin thông báo là em bán về tận tay với mức giá là 9.500.000. 9.500.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Một chiếc nhẫn đính đá quý rất là quý hiếm, bạch kim BT900 đính đá quý. Và màu sắc của viên đá quý thì nó có hơi có chút màu xanh. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là mức giá người ta đang chào bán ở Nhật cũng rất là phải chăng. Và với mức giá là 9.500.000 là quý vị và các bạn sẽ sở hữu được chiếc nhẫn này. Và lúc này thì em đang đo hai chiều của viên đá quý. Chiều ngang đầu tiên đó là nó có kích thước khoảng 11mm, như quý vị và các bạn đã thấy em review. Và chiều thứ hai của viên đá quý, có nghĩa là chiều lớn nhất đấy ạ, thì nó có kích thước là xấp xỉ 14mm như quý vị và các bạn đang thấy trong video ạ. Như vậy là đường kính của viên đá quý này là 11 x 14 và giá em bán về tận tay cho quý vị và các bạn là 9.500.000. 9.500.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng nhắn tin vào số Zalo. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì tiếp tục em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một chiếc nhẫn bạc đính đá quý. Và thông qua những cảnh quay đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái kiểu dáng thiết kế của chiếc nhẫn này nhìn cũng rất là đẹp và kiểu dáng của nó thiết kế cũng rất là độc lạ. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một số những góc quay và em sẽ dùng cái thước kẹp chuyên dụng của em và em sẽ đo cái đường kính của viên đá quý cũng như là em sẽ đo cái đường kính lòng trong của chiếc nhẫn để quý vị và các bạn biết được cái thông số kỹ thuật của nó. Và đây là một chiếc nhẫn rất đẹp và cái viên đá quý thì nó có màu trắng và nó có hơi có một chút phớt hồng. Và đây là cái giấy chứng nhận của Viện Đá Quý Nhật Bản. Người ta đã chứng nhận là BM900 và viên đá quý thì có kích thước một xíu nữa thì em sẽ đo. Và giá người ta đang chào bán tại Nhật là khoảng 46.000 yên. Và chiếc nhẫn này thì em bán về tận tay cũng với mức giá là 9.500.000. Với mức giá là 9.500.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn luôn ạ. Và ngay sau đây thì em sẽ đo cái đường kính lòng trong của chiếc nhẫn. Và đặc biệt là chiếc nhẫn này thì nó có một cái size là 17mm. Và ở góc máy quay này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là nhẫn có đường kính lòng trong là xấp xỉ 17mm. Và lúc này thì em sẽ cố gắng là em đo cái đường kính của viên đá quý. Và đầu tiên thì em sẽ đo cái chiều
nhỏ nhất của viên đá quý. Và sau khi em đo cái chiều nhỏ nhất thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 9mm ạ. Một chiều là 9mm. Và cái chiều lớn hơn thì em đang cố gắng em đo. Và sau khi em đo là cái chiều lớn hơn của viên đá quý thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ. Chiều lớn nhất của viên đá quý là xấp xỉ 11mm. Như quý vị và các bạn đang thấy trong video. Như vậy là chiều của viên đá quý là 9 x 11. Và giá em bán về tận tay là 9,5 triệu. 9 triệu rưỡi là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý vị và các bạn liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình ạ. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc nhẫn bạch kim PT đính kim cương. Và quý vị và các bạn có thể thấy được, và đây là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương rất là quý hiếm. Và chiếc nhẫn này thì người ta vẫn còn giữ được tất cả những giấy tờ của chiếc nhẫn. Đây là giấy tờ gốc người ta đã đăng kiểm, cũng như là giấy đăng kiểm của chiếc nhẫn này. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được là kiểu dáng thiết kế của viên kim cương nhìn rất độc lạ và rất đẹp. Và đây là kiểu dáng mà em thấy nó rất là đẹp và nó rất thích hợp với các chị em phụ nữ. Và một xíu nữa thì em sẽ review qua một số những thông số kỹ thuật của chiếc nhẫn này. Đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy được là kiểu dáng thiết kế truyền thống của chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương. Và giá người ta đang chào bán ở Nhật là 143.000 yên, đã bao gồm 10% thuế. Và chiếc nhẫn này thì em xin thông báo là em bán về tận tay với mức giá là 28.500. 28.500 là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Và đây là giấy tờ gốc của chiếc nhẫn. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là trong cái giấy tờ gốc thì người ta có ghi cái đường kính của viên kim cương là một chiều của nó là 5,58 đến 5,62 và một chiều của nó là 3,71mm. Đây là cái thông số kỹ thuật người ta có ghi cái chiều của viên kim cương. Và ngay sau đây thì em sẽ dùng cái thước kẹp và em sẽ đo cái đường kính lòng trong của chiếc nhẫn. Và qua đó quý vị và các bạn sẽ biết được là nó có vừa với khuôn tay của các cô, các chị em phụ nữ hay không. Và sau khi em đo thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 17mm. Và với một cái size là 17mm thì nó rất là thích hợp đối với các tay của các cô, các chị em phụ nữ. Và chiếc nhẫn này thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 28,5 triệu. 28.500 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái dây vàng 18K đính đá quý. Và tổng trọng lượng của dây là 36,5 gram, như quý vị và các bạn đang thấy em cân. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần review một số những góc quay của sợi dây này. Và em sẽ đo cái đường kính lớn nhất của dây cũng như là cái đường kính nhỏ nhất của dây. Và em sẽ đo cái đường kính của viên đá quý. Và thông qua một số những góc quay thì quý vị và các bạn có thể thấy được là sợi dây này người ta thiết kế một cái kiểu dáng thiết kế cũng rất độc lạ, rất là hoa lá cành, như kiểu là mùa xuân đang về trên các chị em phụ nữ. Và sợi dây này thì em sẽ quay qua một số những góc quay và em sẽ đo cái đường kính lớn nhất của sợi dây. Và em sẽ đo cái đường kính nhỏ nhất của dây. Và giá người ta đang chào bán tại Nhật là 484.000 yên, đã bao gồm 10% thuế. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là người ta tích bút là vàng 18K và chiều dài của sợi dây là 44cm. Sợi dây này thì không có giấy tờ cũng như là không có giấy kiểm định và người ta chỉ có một cái giấy tích bút của tiệm thôi ạ. Nhưng mà quý vị và các bạn cũng cứ yên tâm là những chuyên gia đồ cũ, đặc biệt là những chuyên gia về đá quý, vàng bạc đá quý của Nhật Bản thì người ta kiểm định rất là chuẩn. Và ngay sau đây thì em sẽ dùng cái thước kẹp và em sẽ đo cái chiếc lá lớn nhất của sợi dây này. Và sau khi em đo thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 13mm. Đây là chiếc lá lớn nhất của sợi dây ạ. Và em sẽ đo chiếc lá nhỏ nhất. Qua đó quý vị và các bạn sẽ có cái nhìn dành cho riêng mình. Và sau khi em đo chiếc lá nhỏ nhất thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 7mm ạ. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là cái kiểu dáng thiết kế của sợi dây này vô cùng độc đáo. Và sợi dây này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 85 triệu
85 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Và ngay sau đây thì em sẽ cố gắng là em sẽ đo cái đường kính của viên đá quý. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được là người ta có đính 6 viên đá quý. Và sau khi em đo cái đường kính lớn nhất của viên đá quý thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 4mm ạ. Như vậy là với một viên có đường kính lớn nhất là 4mm thì quý vị và các bạn thấy được là tổng của nó là 9 viên. Thì tổng thể đường kính của những viên đá quý cũng cực kỳ là lớn. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu qua đến toàn thể quý vị và các bạn một số những cái sản phẩm audio. Đầu tiên đó là một chiếc âm ni của Danone PMA-1500AE, đời 2005, máy đang được bảo hành 3 tháng ở Nhật và đang được chào bán với mức giá là 44.000 yên. Và đây là cái model của máy PMA-1500AE, máy màu ghi trắng, đặc biệt là cái mặt tiền của chiếc âm ni thì không có một vết xước giam mi, cũng như là tất cả những đường viền góc cạnh góc của âm ni thì cũng không có hiện tượng bị cấn. Rất đẹp, một chiếc âm ni rất đẹp ạ. Và đây là một chiếc âm ni có công suất tiêu thụ là 250W. Và một xíu nữa thì em sẽ cố gắng là em sẽ review cái nội thất đằng sau của chiếc âm ni. Và đây là thiết bị chống trộm. Quý vị và các bạn có thể thấy được là người ta có gắn một cái thiết bị chống trộm vào chiếc âm ni này. Và sau khi quý vị và các bạn bê ra khỏi cửa là cái thiết bị này nó sẽ kêu. Hoặc là quý vị và các bạn chỉ cần tháo ra thôi là nó sẽ kêu luôn ạ. Và đây là cái hồi bên phải của chiếc âm ly. Rất đẹp luôn ạ. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 12 triệu. 12 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và đây là cái thông số kỹ thuật của chiếc âm ly. Danone PMA-1500AE và AC của máy là 100V và công suất tiêu thụ cực đại là 250W. Và trở kháng của chiếc âm ly này là từ 4 đến 16 ohm. Và khi quý vị và các bạn chơi hai cầu A, B cùng một lúc thì trở kháng của âm ly sẽ là từ 8 đến 16 ohm. Và khi quý vị và các bạn chơi cầu A, B riêng biệt thì trở kháng của âm ly sẽ là từ 4 đến 16 ohm. Và đây là cái đường PAO. Khi quý vị và các bạn biến cái âm ly thành cái rè thì chúng ta sẽ kết nối bao vào đây. Và tất cả những đường kết nối nhạc của âm ly như quý vị và các bạn đang thấy trong video thì người ta đã làm bằng những chất liệu đồng nguyên chất. Và với chất liệu đồng thì tiếp điểm âm thanh của chiếc âm ly này nó đạt đến một cái trình độ cực kỳ là tốt. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 12 triệu. 12 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình ạ. Và kế bên thì người ta có trưng bày một chiếc CD CDB 338 ESD của hãng Sony. Và như quý vị và các bạn đang thấy trong video thì giá người ta đang chào bán tại Nhật là 33.000 yên. CD đời 1988 và đang được bảo hành 1 tháng ở Nhật. Và chiếc CD này thì em xin báo giá luôn là em bán về đường bay với mức giá là 11 triệu. 11 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Đây là một chiếc âm ly cũng có chất âm rất là hay. Và cái thương hiệu của Sony thì có lẽ em không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Và đây là cái hồi bên trái của CD. Và hồi trái, hồi phải thì người ta được làm bằng gỗ rất là đẹp ạ. Và người ta cũng đang gắn một cái thiết bị chống trộm. Và lúc này thì em đang cố gắng là em xoay sở cái thông số kỹ thuật đằng sau của chiếc CD này. Và ở đây thì quý vị và các bạn có thể thấy được là AC của CD là 100V. Và đây là đường kết nối của CD. Thì nó có hai đường kết nối của Optical và Casio như quý vị và các bạn đang thấy trong video ạ. Và cái thông số kỹ thuật của chiếc CD này thì quý vị và các bạn hãy so sánh cái số series đó là 5865, hàng của Made in Japan và công suất cực đại là 18W, AC là 100V. Và chiếc CD này thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 11 triệu. 11 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình ạ. Và đây là cái hồi gỗ bên phải của CD. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được là hồi gỗ của CD vẫn còn rất là mới và rất bóng. Và kế bên thì người ta có trưng bày một chiếc CD cũng của Sony và nó có model là CDB-3-5-ESG. Chiếc CD này thì người ta có nói là người ta đã chạy CD
và chức năng CD vẫn ok. Nhưng có điều duy nhất đó là khi mà cái cửa băng người ta bấm thì nó không ra. Có nghĩa rằng là cái cửa băng bấm nó không ra và người ta phải dùng tay để người ta kéo nó ra. Sau đó là người ta cho CD vào thì người ta play, CD vẫn chạy. Và tất cả các nút điều chỉnh khác thì vẫn ok. Chỉ có một cái nút open là khi quý vị và các bạn bấm thì CD nó không ra thôi. Có lẽ là nó bị trục trặc hoặc là bị đứt dây co doa ở cái motor đưa cửa băng ra chẳng hạn. Và chiếc CD này thì người ta đang chào bán tại Nhật với mức giá là 55.000 yên. Mặc dù là hàng bị lỗi nhưng người ta bán với mức giá cũng rất là cao. Và đây là cái model của CD. Thì quý vị và các bạn thấy được là mặc dù là hàng bị lỗi nhưng mà người ta bán cực kỳ là cao. CDB555ESG. Và đây là một chiếc CD có chất âm rất là hay. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua chiếc CD này để về khắc phục lại thì cứ xin vui lòng nhắn tin vào số điện thoại của em đang chạy trên màn hình ạ. Và để nối tiếp chương trình và cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái bộ chuyển loa của Luckman IS535 mã. Và với bộ chuyển loa này thì một lúc quý vị và các bạn có thể kết nối được với 4 cặp loa. Và khi quý vị và các bạn muốn nghe cặp loa 1 thì chúng ta sẽ chuyển về loa 1. Và nếu như quý vị và các bạn muốn nghe loa của karaoke thì chúng ta sẽ chuyển về loa của karaoke. Và đó là điều tiện lợi của cái bộ chuyển loa này nó đem lại. Và cái bộ chuyển loa này thì của hãng Luckman và đang được chào bán tại Nhật với mức giá là 9.900 yên. Và quý vị và các bạn sẽ đấu nối theo cái sơ đồ mà người ta có in trên cái bộ chuyển loa. Và cái bộ chuyển loa này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 3.500.000. 3.500.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái bộ chuyển loa này, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình ạ. Và với mức giá là 3.500.000 là quý vị và các bạn sẽ nhận về tay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, vừa rồi thì em cũng đã review qua một số những cái sản phẩm và em đã cố gắng là báo giá trực tiếp trong video để quý vị và các bạn có thể đưa ra những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và do thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em cũng xin phép được kết thúc ở đây. Và trước khi tạm dừng video thì em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến toàn thể quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Và em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân yêu. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.